Tin Vatican, Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục. Trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, ngày 22 tháng 9 vừa qua đã diễn ra một cuộc họp giữa Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và ông Vương Siêu, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Qua cuộc họp này, hai vị đại diện đã ký một hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục hiệp định này được soạn ra sau một tiến trình dài thương thảo và dự trù những lượng định theo định kỳ về việc áp dụng hiệp định bàn về việc bổ nhiệm các giám mục một số vấn đề rất quan trọng đối với đời sống giáo hội và tạo những điều kiện để có sự cộng tác rộng rãi hơn trên bình diện song phương đức hồng y quốc vụ khanh barolin cho biết việc ký kết này có một tầm quan trọng đặc biệt nhất là đối với đời sống của giáo hội tại trung quốc và cuộc đối thoại giữa tòa thánh và chính quyền dân sự tại nước này cũng như việc củng cố một chân trời quốc tế về hòa bình trong lúc chúng ta đang chứng kiến bao nhiêu căng thẳng trên bình diện thế giới ngài còn cho biết đối tượng của tòa thánh là một đối tượng mục vụ nghĩa là giúp đỡ các giáo hội địa phương để họ được hưởng những điều kiện tự do hơn tự quyết và tổ chức để có thể chuyên tâm thi hành sứ mạng loan báo tin mừng, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho con người và xã hội. Bên cạnh hiệp định hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức thánh cha Francisco cũng đã nhận cho 8 giáo mục tại Trung Quốc vốn chịu chức bất hợp pháp được hiệp thông với Giáo hội. Lần đầu tiên sau bao nhiêu thập niên, đến hôm nay, các giám mục tại Trung Quốc đã được hiệp thông với Đức Giáo hoàng Đức Giáo hoàng đặc biệt ủy thác cho Giáo hội tại Trung Quốc nhiệm vụ sống tinh thần hòa giải đích thực giữa các anh chị em với nhau, có những cử chỉ cụ thể giúp vượt thắng những hiểu lầm trong quá khứ và cả trong thời gian gần đây. <laughs>